come and gone. You're better off with someone else. It's for the best, I know it is. But I see you sometimes. I try to hide what I feel inside, and I turn around. You're with him now. Anh có nhận được hồ sơ của em rồi. Thì anh muốn hỏi một vài điều để trước khi là chúng ta có thể là theo buổi phỏng vấn hôm nay. Anh muốn tìm hiểu thông tin về em thêm. Cho anh hỏi thì em xem hồ sơ, anh thấy em là vừa em học bên trường đại học marketing ra, thì đó cho anh hỏi là bạn cũng đã có thời gian làm mặt tham cho một vài doanh nghiệp. Thì anh cho anh hỏi là em kinh nghiệm làm việc là như thế nào, em có thể giới thiệu cho anh biết không? Dạ, kinh nghiệm làm việc của em thì em làm part time được nửa năm rồi em. Được nửa năm. Công việc của em thì chủ yếu là làm viết bài cho website ấy. Cho anh hỏi là ở nguyên nhân nào mà khiến em tham gia vào công việc học về marketing? Là sao ạ? Cho anh hỏi thì làm sao để em chọn ngành marketing, cái nghề này là em thích hay là ba má hay em thấy bạn bè là học để em học đi theo cho nó vui? Dạ em cũng thích nghề này ạ. Thích nghề này. Dạ. Cho anh hỏi thì em nói em làm giới thiệu về website, một cái website thì em đang làm marketing như thế nào? Dạ em viết bài cho website rồi sau đó vào mấy cái diễn đàn hay đăng ký làm thành viên rồi là cũng cái đó gọi là seeding forum em. Dạ. Cho anh hỏi là vì sao em lại muốn nộp hồ sơ vào công ty của anh? Dạ vì em thích công việc này. Thích công việc này. Dạ, nên em có biết gì về công ty anh không? Trước khi em nộp hồ sơ em có nghiên cứu về công ty anh không? Dạ em công ty em là chuyên về phần mềm phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đối thủ của bên anh là ai em có biết không? Dạ công ty phần mềm thì thường có nhiều đối thủ ạ. Rồi khách hàng của bên anh là ai, em có hình dung không? Dạ khách hàng thì công ty phần mềm thì chắc là cho những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu sử dụng internet hay là về mạng em. Nói chung là em cũng chưa nghiên cứu nhiều đúng không? Thì anh đó thì tại công ty mình phần mềm thì anh cũng muốn mời em về làm marketing cho cái mảng web. Cho anh hỏi cái công việc cũ á, làm sao mà mình lại muốn thay đổi để mình bỏ cái mặt tham đó mình về bên để muốn làm full time? Dạ anh muốn công việc ổn định hơn ạ. Ổn định hơn. Mức lương em mong muốn để khi chọn công việc mới là khoảng bao nhiêu tiền? Mức lương mong muốn là không dám nói thì sợ anh nói chưa kinh nghiệm ở bên cao hả, hay là sợ nói thấp quá là mình lại thiệt thòi? Mức lương mong muốn của em là 3 triệu ạ. 3 triệu. Dạ. Thôi cảm ơn em đã đến phỏng vấn. Vậy thôi em chào. Chào Sang. Dạ em chào anh ạ. Anh đã nhận được hồ sơ của em. Dạ. Và bên anh có gọi đến phỏng vấn hôm nay. Dạ. Em có thể giới thiệu sơ về em cho anh biết hay không? Em chào anh, tên đầy đủ của em là Đỗ Diệu Sang. Và hiện tại thì em là sinh viên của ngành quản trị kinh doanh của trường cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Sở thích của em là thích đi cà phê một mình, ngắm con trai cười, thích trồng xương rồng, thích chơi với con nít. Trong suốt quá trình mà học thì em cũng có tham gia một số hoạt động. Và hiện em đã sinh hoạt ở nhà thờ từ năm 2009 cho đến nay. Chức vụ em giữ ở nhà thờ đó là huynh trưởng và là giáo lý viên. Thì ngoài ra em cũng có làm một số công việc làm thêm khác, như là từ năm 2009 cho tới năm 2010 thì em làm vị trí đó là website community manager cho Delta Việt. Năm 2010 cho tới thời điểm hiện tại thì em kinh doanh dịch vụ ông già Noel. Và em cũng có làm gia sư, thì thời gian em làm gia sư cũng từ năm 2009 cho tới nay. Em có biết gì về công ty của anh không? Dạ rồi, công ty của mình là một công ty chuyên về đào tạo kỹ năng trực tuyến. Dạ, hầu hết các khóa học của công ty bên mình là được thiết kế theo dạng online. Các sản phẩm chính của mình đó là tập trung vào những cái khóa học kỹ năng dành cho các bạn sinh viên, chẳng hạn như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. Và ngoài ra thì còn có thêm một số khóa học khác hỗ trợ cho các anh chị đi làm và dành cho các mẹ, chẳng hạn như là khóa kỹ năng quản lý cảm xúc,
kỹ năng tư duy sáng tạo hoặc là khóa học dành cho các mẹ trong cái việc đó là giáo dục con cái của mình, như là khóa dạy con ăn đúng cách, khóa kỷ luật không nước mắt. Em thì em có biết gì về đối thủ của bên anh hay không? Thực sự thì trong cái vấn đề giáo dục online thì em biết là có khá nhiều đơn vị kinh doanh, nhưng mà tập trung về cái mảng là giáo dục kỹ năng trực tuyến thì hiện tại em chỉ biết có công ty mình. Nhưng mà về cái việc đó là kinh doanh mà cũng là giáo dục trực tuyến đó, nhưng mà không phải là kỹ năng, thì em biết một số trang web như là Hello Chào chẳng hạn, thì hay là Blue Up thì là kinh doanh cũng là giáo dục trực tuyến, nhưng mà tập trung nhiều về tiếng Anh. Nói chung hỏi cái vấn đề này thì để coi em có nghiên cứu về thị trường hay không. Dạ. Để mình biết có thể là mình về đây mình có thể làm được gì. Dạ. Thì anh thấy ở trong đây là em có ghi là em sẽ là về vấn đề chăm sóc khách hàng. Dạ. Cho doanh nghiệp. Xin hỏi khi em có biết rằng khi về đây thì em sẽ làm việc cho doanh nghiệp hay không? Dạ, anh gặp lại câu hỏi giúp em. Ừ, anh nói là khi em về đây để ứng tuyển vị trí chăm sóc khách hàng, dạ, thì em có biết là em sẽ làm công việc gì tại công ty mình hay không? Khi mà trong cái bản mô tả công việc của thông tin tuyển dụng anh đăng lên á, thì em cũng nắm qua được, hình dung và được sơ bộ là những công việc cơ bản em cần làm. Dạ, ngoài ra thì em không biết là công ty có yêu cầu gì thêm khác không trong những cái công việc mà miêu tả. Em có thể nói nhớ, em có thể nhớ là anh đã mô tả gì không? Dạ, đối với vị trí chăm sóc khách hàng thì công ty mình đã đăng thông tin tuyển dụng và yêu cầu đó là thứ nhất là hỗ trợ khách hàng trong việc đó là giải quyết các trường hợp thanh toán học phí. Dạ, hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật, tư vấn khách hàng và follow lại khách hàng cũ theo chương trình marketing đưa ra. Tại sao là em lại không làm những công việc như vậy, ông làm giờ mới em nữa, hoặc cái công việc trong nhà thờ nữa, tại mà em làm full time tại công ty của anh? Anh về cái vấn đề mà sinh hoạt nhà thờ thì hiện tại em vẫn còn đang sinh hoạt, bởi vì nó chỉ là một ngày cuối tuần thôi. Còn về dịch vụ ông già Noel thì bản chất nó đã gọi là dịch vụ thì nó sẽ phải làm ăn theo mùa. Và tụi em chỉ làm theo mùa đó là 1 tháng 12, và em có sẵn xây dựng sẵn một cái đội nhóm rồi, và cứ đến đúng ngày đúng giờ đúng thời gian đúng kế hoạch là tụi em chạy chương trình. Thì đó, nó thông thường ứng viên khi mà đến ứng tuyển tại công ty thì ai cũng muốn sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và ai cũng muốn doanh nghiệp được phát triển đó. Và mình cống hiến thì anh cho anh hỏi, ví dụ nó ở công ty, em cũng muốn ở công ty anh, thì trong thời gian từ 3 năm, 5 năm thì nếu sau 3 năm nữa em muốn làm gì, và 5 năm nữa em muốn ở vị trí này trong công ty không? Như vậy thì để trả lời câu hỏi của anh có thể cho em biết cái lộ trình nghề nghiệp và cái lộ trình phát triển nghề nghiệp của công ty dành cho nhân viên mới, cũng như là cái phương hướng mà phát triển của công ty trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới là gì đó. Thì về bên mảng công ty mình thì kinh doanh mảng dạy học online, thì chắc chắn là thị trường nó rất là tiềm năng và rất là rộng lớn, và công ty luôn muốn ở vị trí dẫn đầu thị trường. Thì về cái công việc mà chăm sóc khách hàng thì nó là khi mà càng nhiều học viên online thì mình chỉ chăm sóc qua điện thoại, thì bây giờ anh chỉ tuyển một vài bạn, nhưng sau đó nó sẽ rất là lớn. Mình sẽ tuyển là một bộ và một cái lên sale, những phần trở lên sale, những phần chăm sóc khách hàng, anh đã thấy những thành viên đó, thì dù nếu những bạn làm được anh sẽ cân nhắc lên vị trí trưởng phòng. Đó thì anh mới đặt câu hỏi cho em. Nếu như mà có cơ hội được hợp tác và làm việc tại công ty trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm thì chắc chắn rằng là vì dĩ nhiên là em sẽ muốn ở một cái vị trí đó là chủ phòng chăm sóc khách hàng, giống như là anh đã đưa ra khi mà anh nói trong vấn đề để là phát triển lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên. Bởi vì em nghĩ khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm đủ để em phấn đấu và cống hiến cho công ty, và để chứng tỏ với công ty rằng là em xứng đáng với vị trí đó. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi em có muốn hỏi gì đối với doanh nghiệp không? Dạ, để giúp cho em có thể hiểu rõ hơn được về cái công việc mà mình sắp sửa có cơ hội được đảm nhận ha. Cha này giúp em bằng cách đó là cho em biết những cái thành công và cái khuyết điểm của người đã từng đảm nhận cái công việc này trước đây đó. Cái về công việc này thì do anh tuyển thêm, thành ra các bạn trước đó thì bạn vẫn làm đó. Dạ. Thì anh có nói là mình đang tìm những người sẽ ở vị trí dẫn đầu vị trưởng phòng của phòng chăm sóc khách hàng. Dạ. Nhưng mà anh nói vậy cũng sẽ nói thêm. Dạ. Thì về cái thành công của công việc này ở khi đảm nhiệm, đó là cái mình chăm sóc khách hàng anh cần. Dạ. Cái giọng của em là rất là ngọt, thành nên là mình có thể nói qua điện thoại là khách hàng người ta vẫn hài lòng. Dạ. Và còn cái khuyết điểm khi mà nói thì có nghĩa là mình và những người trước mình có chỉnh là họ đừng có khi nào mà ngắt lời khách hàng. Dạ. Đó, thì nhưng mà cái qua khỏi cái mình thấy em có sự mà quan tâm đến công việc và mình rất muốn gắn bó với công ty. Dạ. Vâng, thôi chắc em xin cảm ơn em. Dạ rồi em. Và bây giờ hẹn em xong. Dạ, em chào anh.